bác sĩ Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trí. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống Vui. Quý vị và các bạn thân mến, bệnh trĩ là một nỗi ám ảnh đối với rất nhiều người và nó làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống. Tuy nhiên thì cũng vì tâm lý e ngại, không tìm hiểu kỹ về bệnh nên nhiều người đã gặp phải những cái tình trạng bệnh ngày càng trở nặng hơn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách lựa chọn sản phẩm giúp khắc phục tốt tình trạng đau rát, chảy máu, sa búi trĩ do bệnh trĩ và táo bón gây ra cùng với sự tư vấn của chuyên gia tiến sĩ Phạm Hưng Củng. Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ đã dành thời gian đến với chương trình. Và ngay bây giờ thì mời tiến sĩ Phạm Hưng Củng cũng như là quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự trước khi đi vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Bệnh trĩ là một bệnh rất phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là do táo bón lâu ngày tạo ra, khiến các thành mạch ở búi tĩnh mạch hậu môn bị tổn thương, kéo theo các viêm nhiễm lâu ngày sẽ gây trĩ. Bệnh trĩ khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày như đau rát, chảy máu, thậm chí về lâu dài có thể gây ung thư đại trực tràng. Có nhiều phương pháp để điều trị bệnh trĩ, nhưng trong đó, phương pháp sử dụng các thảo dược để điều trị hiện nay được rất nhiều người sử dụng bởi sự an toàn và hiệu quả cho mọi đối tượng. Trong đó, những ưu điểm của điều trị bệnh trĩ bằng phương pháp sử dụng các sản phẩm từ thảo dược. Điều trị tận gốc, ngăn ngừa tái phát, có thể điều trị cả trĩ nội độ 3 mà không cần phải phẫu thuật. Tiện lợi, người bệnh có thể điều trị mà vẫn sinh hoạt bình thường, không ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống. An toàn, hiệu quả, dùng được cho nhiều đối tượng, kể cả người cao tuổi, phụ nữ mang thai và cho con bú. Chi phí rẻ hơn so với phẫu thuật. Vâng, thưa chuyên gia, hiện nay thì có rất là nhiều những phương pháp để có thể điều trị bệnh trĩ, nhưng trong đó thì phương pháp điều trị bằng thảo dược cũng đang được rất nhiều người ưa thích. Và chuyên gia có thể chia sẻ kỹ hơn về những tiêu chuẩn để có thể lựa chọn được một sản phẩm thảo dược giải quyết tốt tình trạng đau rát, chảy máu, sa búi trĩ do bệnh trĩ và táo bón gây ra được không ạ? Thảo dược là một cái thế mạnh của y học cổ truyền trong cái điều trị các cái bệnh lý thuộc về hậu môn trực tràng, trong đấy có cái bệnh lý về trĩ. Trong cái bệnh lý trĩ thì có những cái triệu chứng như là đau rát này, rồi búi trĩ nó xa này, rồi nó chảy máu này. Đấy, tôi nói ví dụ mấy cái triệu chứng chủ yếu như vậy. Thì trong cái sản phẩm mà thảo dược mà như chúng ta có cái phản hồi tốt thì có nhiều cái thảo dược. Tôi nói ví dụ như là cái triệu chứng mà đau rát. Thì đau rát đấy là do cái quá trình cái tương tác giữa cái khối của phân khi đi vào nó gây đó cái tổn thương cơ học thì nó gây viêm. Thì cái vị diếp cá đấy thì nó có tác dụng là kháng khuẩn, thanh nhiệt, giảm viêm. Đấy, thì cái đau rát đấy là do viêm. Thì bây giờ chính cái vị diếp cá này nó có tác dụng là thanh nhiệt, rồi là kháng khuẩn, rồi kháng viêm, nó làm cho quá trình viêm giảm đi thì cái đau rát nó cũng được giải quyết. Rồi chảy máu tức là do rách một cái búi hoặc là hai cái búi, nếu như ở đấy có một đến hai búi thì nó gây ra chảy máu. Thì khi mà chảy máu như vậy thì ta bây giờ phải han gắn lại. Thì có cái hoa hòe, trong cái hoa hòe thì người ta đã chiết xuất ra cái hoạt chất sinh học đấy là rutin. Rutin nó có tác dụng thứ nhất là cũng là làm mềm cái thành mạch. Và khi mềm thành mạch ấy, thì nếu như nó rách rồi ấy, thì hai cái chỗ của rách ấy nó dễ tiến lại gần nhau hơn, cho nên nó dễ hồi phục hơn. Cái thứ hai nữa là nó có tác dụng là làm lành vết thương, nó cầm máu, cho nên nó cũng chống được cái chảy máu. Cái thứ ba là xa búi trĩ, tức là búi trĩ nó giãn này, rồi nó chảy máu này, rồi nó xa xuống này, thì bây giờ phải làm cho nó co lên. Thì trong đây có những cái vị như là rutin. Rutin thì nó có tác dụng là co cái búi trĩ lên. Ngoài ra thì có cái vị đương quy, nó có tác dụng bổ huyết và hoạt huyết. Nó cũng giúp cho các cái triệu chứng như ta vừa rồi nói, vì nó bị chảy máu cho nên thiếu máu thì bây giờ nó làm cho cái khối lượng máu nó tăng lên. Nhưng đồng thời nó hoạt huyết, tức là nó làm cho cái lượng máu ở các cái búi trĩ đấy nó đi ra khỏi cái vùng ấy, nó lưu thông, cho nên nó cũng giảm áp lực. Vì thế nó cũng giúp để gì, vừa là hàn gắn cái vết thương, đồng thời vừa có cái búi trĩ đấy. Ngoài ra thì trong cái bệnh lý trĩ, cái gốc rễ của nó là do táo bón, thì những cái vị thuốc như là đương quy này, rồi là rutin, tức là hoa hòe này, rồi diếp cá này, nó đều có tác dụng là nhuận tràng. Và nhuận tràng tức là nó làm cho cái phân ấy nó nhuyễn kiên, nó có cái đủ cái độ nước, cho nên là không có cái tác dụng
gây lên xa giãn hoặc là chảy máu ở buồng trĩ, thì rõ ràng cái sản phẩm ăn chỉ vương mà cái dạng uống ấy, thì chúng ta giải quyết cả cái triệu chứng, hay nói một cách khác nó cũng vừa giúp để điều trị cả gốc và ngọn. Thưa chuyên gia, vậy thì sử dụng cái bộ sản phẩm sẽ phù hợp cho những đối tượng bị trĩ độ mấy ạ? Và chuyên gia có thể tư vấn thêm về cái cách sử dụng sao cho đạt hiệu quả tốt nhất được không ạ? Trong cái phân độ trĩ thì người ta phân là 4 độ, độ 1, độ 2, độ 3 và độ 4. Thì những cái bệnh nhân mà từ độ 1 đến độ 2 và độ 3 thì người ta thấy là sử dụng điều trị bảo tồn là nó có cái kết quả cao. Còn độ 4 thì thường thường là kết quả thấp, thì người ta phải có tác can thiệp bằng phẫu thuật. Nhưng mà sau khi can thiệp bằng phẫu thuật rồi thì vẫn có thể sử dụng để mà vừa củng cố cái kết quả điều trị bằng phẫu thuật, đồng thời cũng là chống tái phát. Đấy. Cái thứ hai là trong cái điều trị bệnh lý trĩ thì người ta kết hợp trong uống ngồi bôi, thì bôi là bôi cái dạng gel, thì trong đấy nó có cái lá trầu không này, cỏ nhọn nồi này, tàu dầu tía, nó cũng có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, có bối trĩ, đồng thời nó giúp cho quá trình giảm viêm. Còn thời gian á, thì chúng ta phải điều trị một đợt khoảng 3-4 tháng, bởi vì đây là cái bệnh lý mãn tính, thì muốn nó hồi phục thì phải kiên trì, phải điều trị một thời gian đầy đủ. Ví dụ như cái sản phẩm mà uống á, thì chúng ta 1-2 tháng đầu thì chúng ta có thể uống ngày 9 viên liều tấn công, sáng 3 viên, trưa 3 viên, tối 3 viên. Và những cái tháng sau thì mỗi một ngày 6 viên, sáng 3 viên, tối 3 viên, uống trước ăn nửa giờ hoặc là sau ăn 1 tiếng đồng hồ. Ngoài ra thì khi mà chúng ta đi làm vệ sinh thì chúng ta bôi ngày khoảng 2 đến 3 lần. Bôi xong thì 5 phút, là vì cái tính thẩm thấu của nó rất nhanh thì chúng ta có thể rửa và sinh hoạt bình thường. Ngoài ra thì chúng ta cố gắng cải thiện cái chế độ ăn, ăn nhiều rau xanh, một ngày được khoảng 400 đến 500 gram rau thì nó cũng giúp cho cái kết quả điều trị nó tốt hơn. Để mà chọn được cái sản phẩm bằng thảo dược trong cái chữa trị cái bệnh lý trĩ thì chúng ta chọn cả cái sản phẩm mà nó có cả cái thảo dược có cái đặc thù riêng đối với bệnh lý trĩ, như là dấp cá này, hoa hòe này, đương quý này, rồi nghệ ở dạng Medeva. Và đặc biệt là cái sản phẩm này đã được các cái nhà khoa học làm thành các cái công trình nghiên cứu khoa học, ví dụ như là Viện Y học cổ truyền Trung ương nghiên cứu và đánh giá là đạt hiệu quả rất là tốt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Trị Vương được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như diếp cá, đương quy, hoa hòe và đặc biệt chứa nghệ dạng Meriva. Sản phẩm được dùng cho người bị bệnh trĩ, nhất là người bị chảy máu, sa bù trĩ, viêm nứt hậu môn, giúp hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau rát khó chịu của bệnh trĩ. Sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón. Đặc biệt An Trị Vương có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Trị Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ, táo bón. Hiệu quả đã được chứng minh tại Viện Y học cổ truyền Trung ương. An Trị Vương nay đã có thêm dạng gel bôi. Trước đây tôi từng bị trĩ độ 2, tôi đã từng dùng rất nhiều loại sản phẩm nhưng không được đạt được hiệu quả mong muốn. Sau đó do bệnh nặng nên tôi quyết định đi phẫu thuật, nhưng cũng chỉ được một thời gian thì bệnh lại tái phát, đau rát rất khó chịu. May sao trong một lần tôi có xem truyền hình thì tôi biết đến sản phẩm thảo dược. Có thành phần là diếp cá, đương quy, nghệ dạng Meriva, hoa hòe, đã được chứng minh hiệu quả dùng tốt cho người bị trĩ, mà có cả dạng gel bôi nên tôi mới quyết định dùng thử. Sau 3 tuần sử dụng sản phẩm với liều là 9 viên trên ngày chia thành 3 lần kết hợp với gel bôi hàng ngày, bệnh trĩ của tôi đã cải thiện rõ ràng. Tôi không còn tình trạng đau rát, chảy máu mỗi khi đi vệ sinh, rồi ăn uống thoải mái mà cũng không bị táo bón nữa. Kiên trì dùng tiếp thì sau 2 tháng sử dụng, bùng trĩ cũng đã không còn. Tôi đi khám thì bác sĩ rất ngạc nhiên vì không thể ngờ rằng tình trạng của tôi lại tiến triển tốt như thế. Xin được cảm ơn tiến sĩ Phạm Hưng Củng với những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Sống Vui cũng xin được khép lại. Mọi thắc mắc, câu hỏi quý vị có thể gọi về tổng đài 1800 558889 hay số máy 0896 509 509, hoặc gửi thư về địa chỉ email sốngkhoeacongbacsitưvấn.vn. Liên hệ chi tiết tại website bacsitưvấn.vn. Một lần nữa thì Hương Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. An Trí Vương, lựa chọn tin cậy cho người bệnh trí.